Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Đàn bà không con của tác giả Phong Tường qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Tiếng nhàn gào khóc đau đớn, tiếng chửi rủa của tâm vang vọng đến tận nhà của nụ. Nụ xòe bàn tay nhẩm đếm đây là lần thứ hai trong tuần này Nhàng bị tâm bạo hành Nụi lập tức buông việc trên tay Hòa cùng đoàn người chạy qua nhà của vợ chồng Nhàng Bên trong sân đất Nhàng đang nằm toàn người Chịu từng cú đấm cú đạp như trời giáng của tâm Bà con luống cuốn chạy vào can ngăn Tâm hung hăng, say khước Nhìn mọi người quát lớn Chuyện nhà tao Tụi bay đừng có mà chó mũi vào loãng quảng tao đập hết. Bỏ ngoài tay lời của một gã say xỉn, mọi người đỡ nhà ngồi dậy. Nhàng lúc bấy giờ te tua như một tấm vải rách, tóc tay rủ rượi, rối bời. Gương mặt chỗ xanh chỗ tím, áo quần lết thết bụi đất. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nhàng, có người không nhịn được quay qua chửi tâm. Mày là con người hay con thú vậy hả tâm? Nó là vợ mày, là vợ mày đó Sao mày nhẫn tâm đánh nó xe nông nổi như vậy Nhiều khi á Không phải tại nó không sanh được Mà cái thứ vô phước như mày á Không xứng đáng có con Câu nói đó như thọc trúng chỗ đau của tâm Hắn gào lên lòng lộn như một con thú bị thương Rồi nhào vào đoàn người Nhưng sức lực một mình hắn Sao có thể làm lại đám đông Hắn bị đám đông tẩn cho một trận tả tơi Nhàng vội vàng bò lại bên cạnh tâm xíu xít van xin mọi người trong nước mắt mọi người làm ơn tha cho chồng em chồng em có rượu vào mới như vậy chứ bình thường anh hiền queo à không có như vậy đâu mọi người bất lực nhìn nhàn kể cả nụ tâm lèm bèm thêm điều gì đó rồi lăn ra ngủ say như chết nhàn khệ nệ đỡ tâm vào nhà nụ chua xót nhìn theo bóng lưng gầy gò của nhàn lòng quặn lên từng cơn đau thắt Nhàn và Nụ là bạn thân từ khi còn bé, tuổi thơ cả hai gắn liền với nhau, có gì cũng kể cho nhau nghe. Khi đó, cả hai vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp nên trai làng theo đuổi rất nhiều, trong đó có Tâm và Hải, chồng của Nụ. Hồi còn mới quen, Tâm là một chàng nông dân chân chất, tướng mạo hiền lành, sẻn lẻn. Không ngờ sau này cưới về, Tâm lại dở cái thói vũ phu, đánh đập nhàn như cơm bữa mọi người thấy không còn gì nữa nên lần lượt tản về hết chỉ còn nụ là vẫn nán lại nhàn ra sau sàn nước rửa tay chân rồi trở lên lại nhà trên thấy nụ vẫn còn đứng đó nhàn liền ngạc nhiên hỏi ơ à, mày chưa về hả nụ nụ cười như méo bước tới bên cạnh con bạn vậy sao được mà về ở lại coi mày á có cần bôi dầu hay có sức mẻ chỗ nào không Nhan cười, đáp bằng một giọng tỉnh bơ. <laughs> không sao đâu, tao bị đánh riết quen. Tuần nào không bị đánh, tao còn thấy thiếu thiếu. Nụ trừng mắt. Mày điên quá đi, phở đời đây, có ai bị đánh mà thích bao giờ? Hay bị ông Tâm đánh riết chập mạch rồi hả? Nhan cười gượng, không biết phải đáp lời nụ thế nào. Im lặng một lúc, nụ nói tiếp. Hay mày bỏ ông đi nha? sống chung như vậy hoài á, có ngày ông đánh mày chết. Nhàn trầm mặt, vài giây sau mới khẽ lắc đầu. Y mẹ ơi, đâu có được, ăn ở với nhau ngót chục năm rồi, giờ nói bỏ sao bỏ được, hàng xóm cười chết. Với lại á, tao bỏ anh rồi, mang tiếng suốt đời, có ai đâu á chịu lấy tao nữa. Nhàn thở dài. Hay... Ở một mình cho khỏe, biết vậy hồi đó tao với mày khỏi lấy chồng nhàn cười. cười sao mày hay biết vậy quá à? biết trước hết rồi thì còn gì là cuộc đời nữa nụ nhìn sắc trời rồi vội vàng nói với nhàn thôi cũng không còn sớm nữa tao về cơm nước cho chồng khi khác á, lại qua nói chuyện với mày sau dứt lời nụ vội vàng rời khỏi nhà của nhàn về đến nhà nụ lật đật xuống bếp thổi lửa, nấu cơm. Mùi gạo chín nhanh chóng theo gió bay đi khắp nơi. Lúc nụ chuẩn bị cơm nước xong xuôi, bà Lan cũng vừa hay về đến nhà. Vừa nhìn thấy nụ, bà Lan liền hỏi. Thằng Hải đâu? Nó chưa đi làm về à? Nụ gật đầu, thỏ thẻ đáp. Dạ, anh chưa đi làm về nữa má. Bà Lan bán cái nón lá lên vách nhà rồi bước nhanh ra sau sàn nước chỉ để lại sau lưng một câu nói. Đợi thằng Hải về rồi ăn cơm luôn. Một tiếng sau thì Hải mới về nhà, lúc bấy giờ nụ đã đói meo. Bà Lan vẫn thờ ơ ngồi xem tivi ở nhà trước, nhìn thấy cơm canh nguội lạnh bên trong lòng bàn, Hải liền ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ không ăn cơm trước đi, đợi con về làm gì? Bà Lan trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. Nhà đã thưa người rồi Còn ăn trước gian sau Riết á, rồi nhai cơm á, như nhai sáp nến á. Hãy cười trừ. <cười> rồi rồi, thôi ăn cơm thôi, con cũng đói meo rau rồi. Bữa cơm chiều của cả nhà bà Lan được diễn ra trong im ắng chỉ có tiếng đũa khu vào thành chén, tiếng của cô phát thanh viên trong tivi vang lên đều đều. Lúc cả nhà ăn xong, nụ lúi húi mang chén đũa ra sàn nước ngồi rửa. Bầu trời dần ngã về chạng vạn. Một ngày nữa sắp sửa khép lại, nụ ngơ ngẩn nhìn vô định lên màn trời tím sẫm. Không ai biết rằng cô đang nghĩ điều gì. Bất chợt, bên tai vang lên tiếng khóc của con nít. Nụ sực tỉnh, rửa vội mấy cái chén còn lại rồi trở vào nhà. Tiếng khóc của con nít vẫn còn tiếp tục, nụ tò mò lần theo tiếng khóc mà bước lên nhà trên bà lan đang bế trên tay một bé trai bụ bẩm hãy đứng bên cạnh trong ánh mắt không giấu được vẻ ước ao bên cạnh hải là hồng cháu gái của bà lan hồng vừa sinh con bà lan vô cùng khoái thằng con của hồng nên ngày nào cũng bắt hồng bế sang chơi bà nói bế qua để nhà có mùi con nít cho con nụ sớm ngày có tin vui Nụ và Hải lấy nhau đã nhiều năm, nhưng nhiều năm trôi qua, bụng của nụ vẫn phẳng lì. Bà Lan vang vái khắp nơi, ai chỉ phương thuốc nào hay bà cũng lặn lội tìm cho bằng được về sắc cho nụ uống. Nhưng dưới sự cố gắng của bà Lan, nụ vẫn không thể sinh cho bà một đứa cháu trai. Bà Lan không giấu được vẻ thất vọng, từ đó trở đi bà không nặng lời với nụ, nhưng cũng không còn niềm nở hay vui vẻ như lúc nụ vừa về nhà này làm dâu. Về phần Hải, anh cũng rất thương vợ, thời gian đầu tiên anh là người luôn động viên tinh thần an ủi nụ. Nhưng rồi nhiều năm sau, anh cũng đã mệt. Thấy những người bạn cùng tuổi khác đã làm ba của mấy đứa con, Hải thèm lắm chứ. Nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua khiến Hải không thể bỏ rơi nụ được, ngày nào anh cũng sống trong sự giàn xé nhìn thấy con nít là anh lại thèm ngôi nhà im ắng phải mà có tiếng khóc cười của con nít chắc là vui dữ lắm hãy nghĩ vậy thấy nụ đứng lấp ló nơi cửa buồn không bước ra bà Lan liền thúc giục Ờ còn nụ mày đứng ngay người ở đó làm gì vậy ra đây ấm cháu đi nhanh lên ấm cho quen tay quen mùi biết đâu á nay mai là mẹ cũng không có bỡ ngỡ. Nụ sụt xe bước tới, đưa tay nhận lấy đứa bé trai lanh lợi từ tay bà Lan. Thằng bé vừa nhìn thấy nụ thì liền nín khóc, nó cười tuê tuét với nụ. Bàn tay nhỏ xíu quơ qua quơ lại, nụ ngạc nhiên rồi bật khóc. Một cảm giác đau nhói dâng lên mạnh mẽ. Cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cô. Hãy lập tức hoang mang Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho vợ Nụ vẫn không kìm được Mà nước mắt lã chả Bà Lan thở dài Quay mặt đi chỗ khác Hồng nhìn nụ bằng một đôi mắt tràn ngập xót xa Hãy không nói lời nào Chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho nụ Thấy nụ khóc Thằng bé trên tay của nụ cũng bật khóc theo Nụ nức nở trả đứa bé lại cho bà Lan Cô bụm mặt khóc nấc, hãy thở dài, dìu nụ vào buồn. Bà Lan nhìn theo bóng lưng của hai đứa con, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Hồng nán lại thêm một lúc rồi xin phép ẩm con trai ra về. Còn lại một mình ở nhà trước, bà Lan bần thần ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Bầu trời đêm nay không có trăng nên tối tăm hơn ngày thường, gió lạnh từng cơn thổi thốc vào ngôi nhà bầu không khí đột ngột trở nên quạnh quẻ. Về phía nụ, một lúc sau thì cô đã có thể ổn định tinh thần. Hải và nụ ngồi im lặng bên cạnh nhau, không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau, nụ là người lên tiếng phá tan bầu không khí kìm nén. Hay mình ly hôn đi anh. Hãy lập tức quay sang thẳng thốt nhìn nụ, môi anh khẽ cử động. Nhưng sau cùng, lại không có âm thanh nào được phát ra. Hãy thở dài, một lúc sau mới trầm giọng lên tiếng. Anh không muốn, dù gì tụi mình cũng đã là vợ chồng gần chục năm rồi. Đêm ngày quen hơi, giờ nói bỏ sao bỏ được. Nụ mệt mỏi, tiếp lời hải. Nhưng mà em không sanh được cho anh, nên có lẽ rời xa nhau là tốt nhất. Anh là con một, anh phải nói giỏi tông đường. Cả má nữa, má cũng thèm một đứa cháu lắm rồi. Có lẽ kiếp trước em là cường hào ác bá, nên kiếp này phải sống trong cảnh bị người đời phán xét. Cây độc không trái, gái độc không con. Hãy lặng người, từng câu từng chữ của nụ như ghim thẳng vào lòng dạ của anh. Nụ nói ra những lời đó thật nhẹ hẳn, dường như Cô đã nghĩ điều đó rất nhiều lần trong những đêm thức trắng. Hãy ngơ ngác nhìn gương mặt không biểu cảm của nụ. Anh bàng hoàng, vung tay ôm chặt người của nụ vào lòng. Nụ im lặng, không phản kháng, cũng không nói thêm lời nào. Nụ có thể cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của Hải. Cả hai cứ im lặng như thế thật lâu, rồi bất chợt, Hải trầm giọng như vang nài nụ em cho anh thời gian suy nghĩ được không đủ anh nói thật không đỡ bỏ em đâu nụ cười một nụ cười chua xót có vài phần bất lực cô cũng đâu nỡ bỏ anh nhưng đời mà làm sao diễn ra theo ý muốn của mình được đôi khi muốn được cái này phải đánh đổi một cái khác tương đương đêm đó nụ ngủ một giấc chập chờn trong mơ cô thấy mình ẩm trên tay một thằng bé nó lóc chóc quay ngược quay xuôi trong vòng tay của nụ. Nụ hạnh phúc cười. Đúng lúc đó thì gà gáy. Nụ lặng người, trong đầu vẫn còn hiện rõ như in cảnh tượng trong giấc mơ. Nước mắt không kìm được, lăn dài hai bên thái dương. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 5 giờ sáng. Nụ khẽ khàng xuống giường, ra ngoài sân, cầm chổi quét lá. Tiếng chổi xào xạc đều đặn vang lên. Bà Lan tựa người vào thành giường, đưa mắt nhìn theo từng hành động của cô con dâu. Một tay nụ làm tất tần tật những công chuyện nhà. Lúc Hải tỉnh dậy, nụ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hãy xuống giường, ra sàn nước, đánh răng. Trong lúc đang ăn sáng, bà Lan chợt nói với nụ. Hôm nay á má có việc, trưa không về. Mày cứ ăn cơm trước đi, không cần á, phải đợi má. Nụ khẽ dạ một tiếng, bà Lan nói tiếp. Người ta chỉ ở dưới miệt trà ôn có cái chùa linh thiên dữ lắm. Cậu gì là được cái đó. Hy vọng lần này vợ chồng bay có cho má đưa cháu, đặng mà vui nhà vui cửa. Bài mốt tao chết xuống dưới, cũng có mặt mũi mà nhìn cha bay. Nụ chật khựng lại, đôi đũa chới với giữa không trung. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, không hiểu tại sao trong lòng cô lại nặng trĩu. Cô luôn có cảm giác tội lỗi ấy nấy với Hải, với bà Lan. Dù có thể, vấn đề không sinh con được không phải là tại cô. Hải và Nụ đã thử đi khám chuyên khoa, nhưng kết quả nhận về vẫn bình thường. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, không biết vì lý do gì, Hải và Nụ lại chưa có với nhau được một mụn con. Ăn uống xong xuôi, hãy lấy xe ra chạy đi làm sẵn tiện chở bà lan đi một đoạn còn lại một mình trong ngôi nhà nụ kiếm gì đó làm để giết thời gian lúc ngơi tay nụ lại thẫn thờ ngồi bên cửa sổ bầu trời hôm nay trong vắt không một cụm mây nào thời tiết cũng không quá oi bức bất chợt trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng quen thuộc Nụ lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa cho nhàn vào nhà. Gương mặt của nhàn hôm nay vẫn còn bị bầm tím. Một bên mắt sưng vù, nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của con bạn. Nụ xót xa, kêu lên. Trời đất thánh thần ơi, ông Tâm á, ông ác quá à. Sao lại nở xuống tay đánh mày ra nông nổi như này? Rồi nay tỉnh dậy, ông có nói gì không hả? Nhàn cười, tự nhiên bước vào nhà, ngồi xuống cái ghế gỗ bị mối ăn sắp sụm bà chè, đáp bằng một giọng như chuyện không liên quan đến mình. Không, ông có nói gì đâu, quen rồi mẹ ơi. Cha kiếp trước toàn ở thất đức, kiếp này trả nghiệp, ráng trả cho hết, kiếp sau làm lại. Nụ kêu trời. Mày nói khùng nói điên cái gì vậy hả nhàn Tao nói với mày rồi, bỏ ông đi. Bỏ đi, rồi làm lại cuộc đời mới, Sao phải dính chặt đời mình vào cái thằng khốn nạn như vậy? Nhàn cười khổ. Hồi cha tao còn sống, ông dậy lấy gà thì phải theo gà, lấy chó thì phải theo chó. Tại gia tổng phụ xuất giá tổng phu, mà phu tử thì tổng tử. Giờ tao làm trái lại, rồi mai mốt chết đi, mặt mũi đâu mà xuống dưới nhìn ổng bây giờ. Nên thôi, ba cái vết thương ngoài da, nay mai á lại lành thôi mà đánh riết rồi ông tâm cũng chán à nụ thẳng thốt coi chừng á có ngày ông không khống chế được bản thân mà đánh mày chết đó nghe nhàn nhàn cười tươi <cười> chết khỏe có gì đâu giờ cha tao á cũng chết má tao á cũng chết rồi sống một mình trên đời á cũng buồn nụ đánh nhẹ vào vai nhàn chửi còn điên Mày nói nhăn nói củi cái gì vậy hả Đến cỏ cây còn muốn sống Mình được sống là một đặc ân rồi Mày biết không hả Nhàn cười Nhưng đáy mắt lại không xuất hiện chút niềm vui nào Nó lạnh tanh Sâu hung hút Không chứa bất cứ hy vọng gì vào ngày mai Cuộc đối thoại bất chợt Rơi vào trầm lắng Bầu trời trong vắt khi nãy Bây giờ đã bị tầng tầng lớp lớp Mây đen che khuất Sau cùng nhàng là người lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trĩu tao á qua định rủ mày tối nay gia đình coi hát đợt này cúng đình sớm mình á có mời đoàn hát về diễn tuồng nụ không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay ừ được lâu rồi á tao cũng không đi coi hát tối nay á để tao nói với chồng tao đi cùng mà mày á đã xin ông tâm chưa nhàn lại cười, <cười> Mấy này á, ông có về nhà ngủ đâu Đêm nào cũng đi biền biệt cho đến tận sáng mới về Chắc lén phén với con nào rồi Về tới nhà tao ngửi thấy cả người Toàn là mùi rượu với mùi nước hoa Nụ ngạc nhiên Mày á, không ghen hả nhàn Sao thấy mày dững dưng quá vậy Ghen Ghen làm gì Tao có ghen á, thì cũng có làm được gì đâu Mà cũng tốt nếu một người nào đó có thể sanh con cho ổng tao cũng mừng và thật tâm chúc phúc thôi đi không nói cái này nữa nói nghe buồn quá cứ như vậy đi tối nay tao với mày gia đình có hát ha nhàn gật đầu rồi đứng dậy vậy thôi tối gặp và tao về nấu cơm nước cho ba má chồng nữa dứt lời nhàn đi nhanh ra khỏi nhà của nụ đúng lúc đó bầu trời đột ngột mưa lất phất từng hạt mưa li ti rơi lên người của nhàn làn mưa mỏng manh không đủ làm ướt áo nhưng đủ để ướt lòng nụ nhìn theo dáng người gầy gò của nhàn đội mưa bước đi hối hả trong lòng chợt dấy lên một cảm giác chua xót thương phận người cũng thương luôn phận mình ngày đó nụ không nghĩ được tương lai hai đứa lại khổ sở đến như vậy nhớ ngày nào nhàn và nụ vẫn còn cùng ngồi bên mé sông nói về tương lai tươi đẹp sau này nhưng cuộc đời thường không chiều lòng người thực tại đã tác những cú như trời giáng vào mộng mơ của cả hai khiến chúng vỡ tan tành ngang ngổn trưa hôm đó chỉ có một mình ở nhà nên nụ không nấu cơm cô ăn lại đồ ăn còn dư lúc sáng cơn mưa ngoài trời vẫn còn rã xích gió lạnh từng cơn thổi thốc vào căn nhà. Nụ chợt cảm thấy có một chút cô độc. Cô bèn cầm điều khiển mở tivi lên cho có tiếng người. Cơn mưa kéo dài thêm một lúc nữa thì mới chịu tạnh hẳn. Sau cơn mưa, con đường đất có chút lầy lội, khó đi. Tầng tầng lớp lớp mây đen đã bị gió mạnh thổi bay về nơi khác. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 2 giờ chiều. Bà Lan uể oải trở về nhà vừa nhìn thấy nụ bà lan liền chìa ra một sợi bùa được làm bằng chỉ đỏ bà dặn dò sư trụ trì bảo má dặn bay đeo lá bùa này trên người nếu đủ duyên và phúc khí sẽ sớm ngày có con nụ ngoan ngoãn để bà lan đeo sợi bùa đó vào cổ của mình ngó thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt má chồng nụ liền quan tâm cất tiếng hỏi Má mệt hả? Má ăn gì chưa? Hay để con xuống bếp nấu gì đó cho má ăn đỡ nha. Bà Lan xua tay, lắc đầu. Thôi thôi, không cần đâu. Đi đường xa nên má hơi mệt. Nằm ngủ một lúc là khỏe lại thôi à. Nói đoạn, bà Lan đi lại, nằm xuống cái võng gần đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nụ không làm phiền nữa, cô xuống bếp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà tối hôm đó nụ có rủ hải đi coi hát nhưng hải cảm thấy trong người không khỏe nên ở nhà bà lan cũng mệt mỏi sau một ngày đi đường nên chỉ có nhàn và nụ cùng nhau ra đình coi hát lúc cả hai ra đến nơi người ta vẫn chưa bắt đầu biểu diễn thấy vậy nụ kéo tay nhàn đi dạo một vòng khắp những gian hàng do lúc chiều trời mưa nên người đi chơi đình cũng không đông lắm nhưng đến lúc đoàn hát sắp sửa biểu diễn, người kéo đến nườm nượp. Nhàn và nụ cũng vội vàng đi tìm cho bản thân chỗ ngồi gần sân khấu nhất. Cô đào chánh bắt đầu cất giọng, thầy đờn dạo mấy giây rồi dừng lại. Cô đào chánh phu liền một hơi vọng cổ. Lúc tiếng đờn một lần nữa vang lên, mọi người vỗ tay như sấm. Nhàn và nụ ngồi coi say sưa, đến cảnh đứa con nít trên sân khấu gào khóc, ôm chân cô đào chánh gọi, má ơi. Cả hai không kìm được mà bật khóc, những người xung quanh cũng sụt sùi. Hai từ má ơi như dao sắc găm phập vào lòng của cả hai, đau điến. Mãi cho đến lúc vãn tuồn rồi, nhàn và nụ vẫn không thể thôi khóc. Mắt ai cũng đỏ hoe sưng húp. Lúc trên đường về, nhàn và nụ không ai nói với ai lời nào đi được một đoạn xa, bất chợt nhàn nói bơn quơ. Thằng nhỏ hồi nãy á, diễn hay quá mày, nó kêu má ơi ngọt liệm. Ước gì, sau này con tao á, cũng dễ thương y vậy. Nụ cười gượng gạo, không biết phải đáp lời nhàn thế nào nên đành im lặng. Nhàn lại nói tiếp. Biết đâu được, sau này con mày á, nhiều khi cũng dễ thương giống y như thằng nhỏ hồi nãy thì sao nụ? Tới đó nhất định cho tao là má nuôi, má đỡ đầu của nó, đã biết chưa? Nụ khẽ gật đầu rồi nhớ sực ra. Trong đêm tối, nhàn không nhìn thấy được nên vội vàng cất tiếng. Giọng nói có chút nghẹn nghẹn. Trời Phật, á, biết có không mà nói. Thôi chừng nào có đi rồi tính. Nụ vừa dứt câu, nhàn liền đột ngột nắm chặt bàn tay của cô. Nụ ngơ ngác, nhàn không nói gì mà chỉ khẽ cười rồi buông tay đúng lúc đó cả hai mới nhận ra đã về đến nhà của nhàn nhàn chào tạm biệt nụ rồi đẩy cửa đi vào trong nụ đứng đó nhìn theo bóng lưng của nhàn đến khi khuất sau cánh cửa gỗ trong lòng cô không hiểu tại sao lại dấy lên một dự cảm bất an nhưng do trời không còn sớm nữa nên nụ không nán lại thêm mà đi nhanh về hướng nhà mình lúc nụ về đến nơi Bà Lan và Hải đang ngủ say, nụ rón rén vào nhà rồi khóa cửa lại. Vừa đặt lưng xuống giường, nụ lập tức chìm vào một giấc ngủ say. Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của nụ vẫn diễn ra trong sự buồn tẻ. Dù đã đeo sợi dây bùa của bà Lan thỉnh về, nhưng nụ vẫn cảm thấy không có gì thay đổi. Nụ thở dài, tê tái, nhắm nháp cái suy nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm mẹ nghĩ vậy nụ càng củng cố quyết định ly hôn với hải không phải là vì nụ không còn yêu hải nhưng vì yêu hải nên nụ mới chọn buông tay để hải có một cuộc sống trọn vẹn như bao người đàn ông khác chứ nếu giữ hải khư khư như vậy sau này chết đi nụ cũng không có mặt mũi để đối diện với ông bà gia tiên nhà hải Ngày hôm đó nụ suy nghĩ rất nhiều Cô lặng lẽ viết đơn ly hôn Chỉ chờ Hải về Sẽ đưa cho anh ký tên Nụ đã quyết định rời đi Cô sắp xếp gọn gàng Lấy đồ đạc của Hải lau dọn thật sạch sẽ ngôi nhà Vá những bộ quần áo sách của Hải Và bà Lan Nụ cứ đi ra đi vào ngôi nhà Hết làm cái này Rồi làm cái kia Bà Lan thấy vậy thì cau mày Cất tiếng hỏi dò Bày á làm cái gì vậy hả nụ? Sao sáng giờ làm quần quật á không ngơi tay vậy? Nghỉ ngơi đi, dưỡng sức. Phải đầy đủ sức khỏe thì con cái nó mới đến kiếm mình chứ. Nụ cười sạng rỡ. Dạ, ba nói phải. Con làm nốt á ba cái này á rồi nghỉ luôn, không làm nữa. Bà Lan cảm thấy có chút khác thường vì thái độ hôm nay của nụ không giống với mọi ngày bà hỏi lại một lần nữa bây ổn không vậy nụ sau này á mà thấy bây có cái gì đó là lạ nụ vẫn cười rạng rỡ đáp bằng một giọng thản nhiên dạ ổn con bình thường mà má có bị làm sao đâu má đừng lo dứt lời nụ quay trở lại với công việc vẫn còn đang gian dở bà lan bất an giỏi mắt nhìn theo bóng lưng cô con dâu khuất sau cánh cửa buồn. Bất thình lình, một tiếng gào đau đớn của nhàn chợt vang lên. Nụ lập tức bàn hoàng buông việc trên tay chạy như một làn gió qua nhà của nhàn. Lúc nụ qua đến nơi, người ta đã vây kín nhà của nhàn và tâm. Nơi mé xong, nhàn đang dùng hai tay ôm đầu, co ro, so, núp sau một gốc cây già. Tâm hung hăng, nâng chân, hạ tay, tác động vào người nhàn không thương tiếc. Bà con xót xa tiến lại ca ngăn, tâm điên máu, đánh luôn những người họ. Nụ thấy cảnh tượng đó không nhịn được nhào lại, tác mạnh vào mặt của tâm rồi gào lớn. Thật khốn nạn, thằng xúc vật, nhàn là vợ mày đó, là vợ mày, mày biết không? Mày còn nhân tính không á mà đánh nó như con thú vậy hả? Hồi đó nhà bị đuôi á, mới chọn lấy một thằng cầm thú như mày. Nhà không lấy mày, cả đời này á, cũng không ai thèm lấy mày đâu con. Cây ngữ như mày á, trời đánh thánh vật. Chắc kiếp trước á, nhà phá chùa phá miếu, nên kiếp này á, mới phải lấy một thằng chồng vũ phu khốn nạn như mày. Tâm bị nụ xả một trận, hắn ngây người không kịp phản ứng. Cho đến khi kịp lấy lại tinh thần rồi, hắn điên máu, dơ tay, dự định túm tóc của nụ. Nhưng thật may, nụ nhanh người né kịp, tâm tức giận vồ theo, không buông. Những người xung quanh thấy vậy, liền vội vàng chạy lại giúp nụ một tay. Không đánh được nụ, tâm trúc cơn tức của mình lên người của nhàn Nhàng hước lên mấy tiếng đau đớn rồi quýnh quán tìm đường chạy thoát thân. Nụ gào lớn rồi dự định nhảy bổ vào ăn thua đủ với tâm để cứu nhàng. Nhưng mọi người xung quanh giữ chặt nụ chỉ có thể lớn tiếng chửi rủa tâm. Bầu không khí đột ngột trở nên vô cùng hỗn loạn. Tâm điên cuồng rượt theo nhàn. Nhàn vừa khóc lóc, vừa quỳ sập xuống, lạy lục vang sinh tâm. Nhưng hắn không thương tình, mà nhấc chân đá mạnh vào bụng của nhàn. Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lăn cù mèo xuống sông. Nụ và mọi người hoảng hồn gào lớn. Nhàn thẳng thốt nhìn lên bờ, nhìn thẳng vào mắt của tâm cả người nhàn cứng đờ mặc cho dòng nước xiết nuốt trững lấy thân thể nụ đứng trên bờ thấy nhàn không có phản ứng gì cô liền bàng hoàng gào lớn mày bị làm sao vậy nhàn mau lên mau bơi vào bờ mau đi nhàn nhìn nụ khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm trong lòng của nụ chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành cô sợ hãi gào thét với nhàn Mày bị điên hả? Mau bơi vào bờ cho tao, mau lên. Tao xin mày đó nhạc, bơi vào đây. Tao sống chết cũng không để thằng khốn tâm đánh mày nữa đâu. Bơi vào đi mà, tao đưa mày đi khỏi nơi này. Nhàn vẫn xuôi dòng nước, mặc cho nụ tha thiết van xin. Dòng nước xiết lạnh lùng, nuốt chửng lấy cả người của nhàn. Mái tóc đen bung xỏa trên mặt nước chới với vài cái, rồi mất hút đã có vài người nhảy bổ xuống dòng nước nhưng vẫn không kịp để vớt nhàn lên. Mọi người thi nhau lặn ngụp tìm tung tích của nhàn. Tâm bàn hoàng đứng chết lặng như trời trồng, hơi men trong người quét sạch sành xanh. Cả người hắn sung lên vì sợ hãi. Rồi không nói một lời, Tâm cũng nhảy xuống sông để tìm cơ thể của nhàn. Dòng nước xiết lạnh lùng nuốt chửng lấy mọi thứ, kể cả nhàn nụ quỳ sụp bên mé sông, khóc không thành tiếng. Tâm ngồi ở gần đó, gương mặt trắng toát, cả người run cầm cập. Nụ mất bình tĩnh mà nhào tới, dùng cái chân tay đấm đá liên tục vào người của Tâm. Mọi người sợ Tâm lại làm ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng chạy tới giữ chặt nụ lại. Đúng lúc đó, hãy đi làm về ngang, thấy nụ đang ngồi co ro khóc nức nở. Anh liền dừng xe lại, hốt hoảng chạy tới bên cạnh em bị làm sao vậy nụ có chuyện gì vậy nụ ôm chặt lấy hải gào lớn thằng khốn nạn tâm nó giết chết con nhàn rồi hải bàng hoàng vài phút sau khi hiểu rõ ngọn ngành hãy không nói một lời mà nhảy thẳng xuống sông cùng với đám thanh niên trong xóm tìm thi thể của nhàn nụ ngồi trên bờ chắp tay cầu nguyện nhưng kỳ tích đã không xảy đến nhàn được đưa lên bờ trong tình trạng nhắm nghiền hai mắt cơ thể lạnh toát cứng đờ gương mặt vẫn còn hằn rõ giấu bàn tay của tâm tâm lững thững bước tới gần cái xác của nhàn ngay lập tức từ mắt mũi miệng của nhàn máu tươi trào ra thành dòng mọi người xung quanh lập tức đẩy tâm lánh mặt đi chỗ khác nụ run rẩy đưa bàn tay lạnh ngắt của mình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nhàn nước mắt lã chả rơi lên hai bàn tay khổ sở chai sần tâm nhanh chóng bị công an áp giải rời đi đám ma của nhàn được diễn ra tại ngôi nhà của hai vợ chồng thi thể của nhàn đã được pháp y khám nghiệm điều đau lòng là nhàn chết trong khi đang mang thai nghĩa là Nhàn đã mang thai nhưng tâm và Nhàn đều không hề hay biết lúc nhận được thông tin đó tâm chết lặng không nói được lời nào hai mắt mở trừng trừng thản thốt rồi ngay sau đó nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xương xẩu của hắn nhưng dù cho hắn có hối hận đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng bà ngọ má chồng của nhàn là người đứng ra làm đám ma bà già gầy gò mái tóc bạc trắng sau một đêm như càng gần đất xa trời sống tới từng tuổi này bà còn phải chịu đựng những cảnh oan nghiệt như thế này có lẽ đã là quá sức trong suốt thời gian diễn ra đám ma bà ngọ không dám nhìn di ảnh của nhàn lấy một lần bà không còn mặt mũi nào để nhìn người con dâu xấu số đời này là cả nhà bà nợ nhàn nếu có kiếp sau hy vọng bà có thể làm trâu làm ngựa bù đắp lại những khổ sở mà kiếp này con trai bà đã mang đến cho nhàn về phần nụ cô bỏ mặc hết những câu chuyện nhà quyết định ly hôn với hải cũng quẳng ra sau đầu nụ dùng hết chút sức tàn bên cạnh nhàn những thời khắc cuối cùng nụ ngồi bên linh cữu của nhàn đôi mắt đã sáo hoảnh không còn có thể khóc thêm được nữa nhưng sâu trong đáy mắt ráo hoảnh kia nỗi chua xót vẫn chưa thể tan biến người đến viếng đám ma của nhàng vô cùng đông ai cũng xót thương cho số phận bạc bẽo và căm phẫn trước hành động hung bạo của tâm người người không tiếc lời nguyền rủa sau lưng bà ngọ bà ngọ nghe thấy chứ nhưng không biết phản pháo thế nào càng không có mặt mũi để phản pháo nên thôi. Đành nuốt hết những lời cay đắng của thế gian vào bụng. Chung Quy là bà sai, bà không biết dạy con nên mới có cớ sự như ngày hôm nay. Trăm sai ngàn sai đều là của bà. Ngày đưa nhàn đến nơi an nghỉ cuối cùng, bầu trời cũng khóc thương cho số phận bạc bẽo của một người con gái. Làng mưa trắng xóa kéo dài cho đến lúc làm lễ động quan. Nụ cũng khóc, nước mắt ngắn dài ôm bát hương của nhàn lầm lũi dưới màn mưa nước mưa thấm ướt sũng bộ quần áo mỏng manh mà nụ đang mặc trên người từng cơn gió lạnh thổi ngang qua hòa lẫn trong tiếng mưa nghe như có ai đó đang nức nở lúc đưa nhàn đến cổng bãi thay ma cơn mưa bất chợt nhỏ dần rồi tạnh hẳn Mọi người cẩn thận khiêng quan tài của nhàn đến bên huyệt mộ đã được đào sẵn cái huyệt lúc bấy giờ đã ngập nước mưa có vài người vội vàng nhảy xuống tát nước sau cùng nhàn cũng đã được an toàn hạ huyệt nụ đau đớn ngồi sụp bên huyệt mộ của nhàn mà khóc không thành tiếng hãy lặng lẽ đứng cạnh nụ không biết phải an ủi thế nào mọi người lần lượt tiến tới bên huyệt mộ bốc một nắm cát thả xuống huyệt như một lời chào vĩnh biệt với nhàn xong ai ai cũng đều lần lượt ra về lúc bấy giờ chỉ còn lác đác vài người là vẫn nán lại trong đó có nụ và hải cho đến khi thấy xung quanh không còn một ai hải mới nhẹ giọng về thôi em người chết á, thì cũng đã chết rồi người sống á, thì vẫn phải sống tiếp nụ chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy quay người rời đi đi được vài bước, cô lại ngoái đầu nhìn lại phía sau. Trong mắt hiện lên rất nhiều thứ xúc cảm ngổn ngang. Hãy kiên nhẫn, chờ đợi. Sau cùng, cả hai cũng đã rời khỏi bãi thay ma. Từ ngày nhàn chết, nụ lúc nào cũng ủ rũ. Có lẽ nỗi mất mát đó là quá lớn. Bà Lan cũng cảm thông mà không trách cứ khi nụ không lo liệu chuyện nhà cửa, bếp nút. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nụ gầy đi trông rõ. Hãy lo lắng, bà Lan cũng có chút lo âu. Nhưng cả hai không biết phải làm thế nào để cho nụ vực dậy được tinh thần. Ngày cúng thất đầu tiên của nhàn nụ có qua phụ bà ngọ một tay. Kể từ sau khi nhàn mất, nụ chưa từng mơ thấy nhàn lần nào. Dù nhiều lúc, nụ rất nhớ và vang vái xin nhàn hãy hiện về trong giấc mơ của mình. Nhưng tuyệt nhiên, nhàn vẫn không xuất hiện. Ngày hôm đó, sau khi phụ bà ngọ cúng thất cho nhàn xong, nụ trở về nhà với một cơ thể mệt lả. Không hiểu tại sao, dạo gần đây, nụ cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt. Dù không thức khuya, nhưng nụ vẫn cảm thấy không có tinh thần, cả người mệt nhoài Sau khi về đến nhà, nụ tranh thủ tắm sơ qua, rồi vào buồn nằm nghỉ vừa đặt lưng xuống giường nụ lập tức chìm vào giấc ngủ mê mang đang trong giấc ngủ sâu nụ chợt nghe thấy bên tai có một giọng nói yếu ớt đang gọi tên mình nụ lập tức mở bừng hai mắt ra xem trước mắt nụ là nhàn đang đứng trên tay ẩm một đứa bé trai thằng bé khấu khỉnh bụ bẩm lanh lợi đáng yêu nhìn về hướng của nụ hai bàn tay bé xíu của nó liên tục quơ qua quơ lại nụ để ý trên bàn tay trái của nó có một vết bớt son nụ ngạc nhiên quên mất việc nhàn đã chết cô vội vàng chạy tới bên cạnh của nhàn nhưng mặc cho nụ có cố gắng chạy như thế nào đi chăng nữa nhàn vẫn đứng trước mặt nụ giữ một khoảng cách như lúc ban đầu nụ thở hồng hộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhàn chỉ khẽ cười rồi bất thình lình nhàn ném mạnh đứa bé trên tay về phía của nụ đứa bé hoảng sợ khóc xé lên một tiếng nụ hoảng hốt vội vàng đưa tay ra chụp lấy thật may mắn đứa bé đã được nụ đón lấy một cách an toàn ngay lúc nụ còn chưa kịp hiểu chuyện gì cả người chợt bị ai đó lây mạnh nụ kêu lên một tiếng rồi sực tỉnh đập vào mắt cô là gương mặt lo lắng của Hải. Thấy nụ đã tỉnh, hãy liền quan tâm cất tiếng hỏi. Em bị làm sao vậy nụ? Sao đang ngủ mà tay chân quơ quào loạn xả hết trơn vậy hả? Nụ bần thần nhớ lại giấc mơ khi nãy. Một lúc sau, cô mới yếu ớt trả lời câu hỏi của Hải. Em, em mơ thấy nhàn. Hãy lập tức cau mày, nụ nói tiếp em thấy nhàn ở một thằng bé hiện về gặp em rồi tự nhiên nhàn quăng đứa bé đó cho em hình như đứa bé đó là con của nhàn mà sao tự nhiên nhàn lại quăng nó cho em nhàn có ý gì hãy lắc đầu nhẹ giọng trấn an không có ý gì cả chỉ là do em nhớ nhàn quá nên mới mơ mộng lung tung như thế mà thôi nghe anh ngủ tiếp đi dạo gần đây anh thấy em xuống sắc dữ lắm rồi nụ định nói thêm gì đó nhưng sau cùng lại thôi cô nằm trở lại xuống giường trong đầu vẫn còn miên man về giấc mơ khi nãy rồi sau cùng nụ ngủ quên từ lúc nào không hay thời gian sau đó dù cơ thể có chút không khỏe nhưng tinh thần của nụ đã ổn định trở lại cô dần quen với một cuộc đời còn lại không có nhàn xuất hiện nữa dù đôi lúc nhớ tới nụ không kìm được mà đau nhói. Nhưng những mất mát kia đều sẽ được kéo mài theo thời gian. Khi tinh thần đã ổn định trở lại, Nụ có cơ hội nghĩ về quyết định ly hôn với Hải. Đó là một quyết định vô cùng giàn xé. Bởi Nụ vẫn còn tình cảm với Hải rất nhiều. Nhưng Nụ biết, mình không được ích kỷ như vậy. Đôi khi buông tay là cách yêu Hải cuối cùng mà Nụ có thể làm được. Ai nói người rời đi không buồn, nụ buồn lắm chứ. Chỉ có Hải là không biết nụ sắp sửa quyết định rời xa. Mà dường như biết trước ngày kết thúc, nên con người ta nhìn gì cũng không nở, nhìn gì cũng bệnh rịnh xót xa. Nụ nhìn khắp xung quanh ngôi nhà quen thuộc, gắn bó, ngót ngét chục năm qua. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng mình, đâu đâu cũng thấy kỷ niệm của cả hai nụ dùng những ngày cuối cùng len lén theo cho hải một cặp áo gối uyên ương mới từng mũi kim từng đường chỉ như đâm xuyên vào tận đáy lòng của nụ khiến chúng tả tơi rách bươm nụ quyến luyến thêm vài ngày nữa rồi quyết định cầm đơn ly hôn đưa cho hải ký cầm tờ đơn trên tay hải bàng hoàng đến mức không nói được lời nào rồi bất thình lình hãy xé tờ đơn trên tay thành thật nhiều mảnh nhỏ, rồi nhầu nát nó và ném mạnh vào sọt rác. Hãy tức giận gào lớn với nụ. Em bị điên rồi đúng không nụ? Sao tự nhiên đang yên đang lạnh, lại đòi ly hôn là sao? Nụ ngồi xuống giường, cầm ra một tờ đơn khác. Cô cười, nói bằng một giọng nhẹ tên, nhưng thấm đẫm chua xót Thì em có làm tròn bổn phận của một người vợ đâu. Nên thôi, em đi, nhường cơ hội lại cho người khác. Hãy nhăn mặt hỏi lại. Sao em lại nói như vậy hả? Nụ cười. cười. Thì em nói đúng mà, em có sanh cho anh được đứa con nào đâu. Nên thôi, đàn bà con gái, thiên chức là sanh con, mà em có làm được đâu. Hãy đột ngột trở nên tức giận của mình á cứ như vậy cũng được rồi anh cũng không cần em phải sanh được con hay không nụ bật khóc nói trong nước nở anh không cần nhưng em cần em rất muốn sanh cho anh một đứa con để nối dõi tông đường nhưng em làm không được em ích kỷ giữ anh cho riêng mình rồi mai mốt chết xuống dưới mặt mũi đâu mà em nhìn ông bà tổ tiên nhà anh nữa hả nên ly hôn là cách tốt nhất cho em và anh. Hải tức giận, giật văng tờ đơn trên tay của nụ, rồi bước vào sọt rác. Anh gặp lớn. Từ đây về sau, anh không muốn nghe em nhắc lại chuyện này nữa, biết chưa nụ? Nụ sung rẩy, gương mặt cô tái nhợt. Nụ mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có thanh âm nào được phát ra. Rồi bất chợt, cả người nụ mềm nhũng, hai mắt nhắm nghiền, ngã vật ra giường bất tỉnh. Hải bàng hoàng kinh hô. Trời đất ơi, nụ ơi, nụ, em bị làm sao vậy hả nụ? Má ơi, má, má vô coi vợ con bị làm sao vậy nè, má ơi. Bà Lan lập tức từ ngoài sân chạy thật nhanh vào buồn ngủ của hai vợ chồng Hải. Vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của nụ, bà Lan liền nói trong gấp gáp. Mau, mau lên, mau chở con nhỏ vô bệnh viện liền đi, mau lên. Hải và bà Lan tức tốc xách xe máy chở nụ vào bệnh viện. Nụ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hải và bà Lan bồn chồn chờ đợi bên ngoài. Hải liên tục đi qua đi lại bên ngoài hành lang phòng cấp cứu như kiến bò trên chảo nóng. Từng giây từng phút trôi qua trong sự dày vò và thấp thởm. Sau cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra một bà bác sĩ trung niên đảo mắt nhìn quanh hải và bà lan lập tức chạy tới bà bác sĩ liền trầm giọng thông báo tình hình hiện tại của nụ cậu và bà đây là người nhà của bệnh nhân đúng không hải vội vàng gật đầu bà bác sĩ nói tiếp tình hình của cô không sao không ảnh hưởng đến sức khỏe và cái thai trong bụng chỉ là cần phải bồi bổ và tịnh dưỡng thêm bởi sức khỏe của cổ hiện tại hơi yếu nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng á. hải và bà lan bàn hoàng đến mức không nói được lời nào cả hai mở tròn mắt kinh ngạc nhìn trừng trừng không chớp mắt vào bà bác sĩ trung niên vài giây sau hải mới có thể hồi phục tinh thần anh mừng rỡ hồi hộp hỏi lại bác, bác bác sĩ nói sao vợ con vợ con mang thai thật không bác sĩ Bác sĩ cau mày nghi hoặc. Chẳng lẽ cả nhà vẫn chưa biết Cổ đang mang thai hay sao? Bà Lan và Hải đồng loạt gật đầu xác nhận. Thảo nào, sức khỏe cổ mới suy yếu như vậy. Cổ mang thai được 8 tuần rồi. Cả nhà nhớ chú ý sức khỏe thể chất, cũng như sức khỏe tinh thần của người mẹ. Nói đoạn, bà bác sĩ quay người rời đi. Hải nhảy cẩn vui mừng như một đứa con nít vừa nhận được một món quà yêu thích. Nụ mơ màng tỉnh dậy, sức lực toàn thân như vừa bị rút sạch xanh xanh. Mùi thuốc khử trùng lập tức sọc thẳng vào khoang mũi, nụ nhăn mặt khó chịu, nghe động, hãy lập tức chú ý, anh ân cần, đỡ nụ ngồi dậy. Nhìn thấy nét vui mừng không giấu được trên gương mặt của Hải, nụ ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy anh? Sao em lại ở đây? Hãy cười tuê tuyết. Hồi nãy em ngất xỉu Anh với mẹ mới lật đật đưa em vào bệnh viện Bác sĩ nói em không sao Chỉ là sức khỏe hơi yếu Cần phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi Không á là sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Nụ ngay người vài giây Rồi mới sực tỉnh Cô ngơ ngác hỏi lại Cái gì? Ảnh hưởng đến cái thai trong bụng Trong bụng ai? Hãy cười chọc tay vào bụng của nụ. Thì trong cái bụng này nè, chớ trong cái bụng của ai? Nụ chợt đanh mặt, nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Anh đừng mang chuyện này ra đùa giỡn. Anh Hải à, em không thích đâu. Em quyết định rồi, ly hôn. Mong anh á, hiểu cho em, em cũng rất thương anh. Hải vội vàng đưa tay bậm miệng của nụ lại. Anh khẽ gắt giọng. Em á đừng có nói mấy lời như vậy Con á không thích đâu Anh nói thật trời đất chứng giám Lúc nãy á bác sĩ nói em có thai mà Có thai được 8 tuần rồi Niềm hạnh phúc đến quá đột ngột Khiến nụ nhất thời không tiếp nhận được Cô cứ ngồi ngây ngốc như thế một lúc lâu Hãy phải khẳng định đi khẳng định lại Nụ mới tin đó là sự thật Từ khi nụ mang thai hãy không để cô làm bất cứ việc nặng nhọc nào trong nhà cả bà lan cũng không để cho con dâu xuống bếp nụ cũng ngoan ngoãn nghe theo an bài bởi cô sợ không cẩn thận đứa con trong bụng sẽ rời bỏ mình mà đi cô đã chờ nó gần chục năm nay rồi vì vậy mà nụ cũng chú ý đến sức khỏe của mình hơn luôn giữ cho tinh thần thoải mái nhất Ai chỉ món nào tốt cho thai nhi, bà Lan cũng về nấu cho nụ ăn. Dù món đó có khó ăn đến đâu, nụ vẫn cố nuốt. Vì được tẩm bổ đầy đủ nên chỉ vài tháng sau, nụ tăng liền tù tì gần chục ký. Cái bụng lúc bấy giờ cũng đã lộ rõ. Biết tin nụ mang thai, họ hàng làng sớm ai cũng đến chúc mừng. Họ thật sự mừng thay cho nụ, bởi sau cùng cô và chồng cũng đã có lý do không phải rời xa nhau. Lúc nụ mang thai đến tháng thứ bảy thì tâm bị mang ra xét xử. Ngày tâm bị đưa ra xét xử, nụ và hải cùng với một vài người khác trong làng có đến xem. Bộ dạng của tâm lúc bấy giờ không còn giống như lúc trước nữa, hắn gầy sơ sát, mái tóc dài lòa xòa trước trán, dáng người lơm khơm, đứng không vững. Lúc bị áp giải, đứng trước vành móng ngựa Tâm chỉ biết cúi gầm mặt Không dám ngẩng lên nhìn ai Tòa tuyên án Tâm 10 năm tù giam Vì tội ngộ sát Tâm không kháng cáo Cũng không xin giảm nhẹ mức án Hắn ngậm ngùi nhận mức án Mà tòa đưa ra Nụ phức tạp nhìn theo bóng lưng của Tâm Ngày một xa dần Trong lòng cô vẫn không thể tha thứ cho hắn ta Vì những gì mà hắn đã gây ra với nhàn Đối với nụ, chỉ khi tâm nhận lấy mức án tử hình, nụ mới cảm thấy công bằng cho nhàn. Sau khi tâm lãnh án, bà ngọ cũng lặng lẽ lên chùa tu tập, bỏ lại quá khứ sau lưng. Ngôi nhà của vợ chồng tâm và nhàn bị bỏ hoang, không ai tới lui dọn dẹp, chỉ có nụ thi thoảng vẫn tìm qua, thấp cho bạn xấu số một nén nhang. Những tuần thai kỳ sau cùng, nụ càng cẩn thận hơn cô không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào cả hải và bà lan cũng hết sức chú ý đến tình hình và nhất cử nhất động của nụ không đêm nào hải có thể ngủ được sâu giấc anh luôn trong trạng thái chập chờn chỉ cần nụ cựa người hải sẽ lập tức tỉnh dậy vì thế mà hiện tại hải đã gầy đi trông thấy sau cùng nụ cũng đã bước tới tháng thứ chín trong ngôi nhà lúc bấy giờ đã được hải và nụ chuẩn bị rất nhiều đồ dùng em bé nụ còn tranh thủ những lúc buồn chán mang lên ra móc rất nhiều bao tay và nón cho đứa nhỏ trong bụng càng nhìn những món đồ nhỏ xíu nụ càng cảm thấy hạnh phúc đêm hôm đó trong lúc đang ngủ say nụ chợt nghe thấy một tiếng nổ bụp nho nhỏ ngay sau đó một chất lỏng nhầy nhầy ồ ạt tràn ngập giữa hai chân. Hải cũng lập tức bừng tỉnh, anh với tay bật đèn, ánh đèn mạnh mẽ xua tan đi bóng tối bên trong căn buồn. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Hải chợt gào lớn. Trời đất, má ơi, má ơi má, vợ con, vợ con nó vỡ ối rồi. Nụ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, trên đường vào bệnh viện, những cơn gò dần xuất hiện với tần số dày đặc hơn lúc vào đến bên trong bệnh viện nụ đã đau đến mức không chịu nổi nữa nụ lập tức được chuyển vào phòng xanh hải và bà lan đứng đợi bên ngoài bên trong phòng xanh tiếng kêu đau đớn của nụ liên tục vang lên hải bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng anh không thể đứng yên một chỗ mà cứ đi qua đi lại phía trước phòng xanh thời gian ì ạch chậm trôi tiếng kêu của nụ ngày một nhỏ dần rồi bất chợt giữa không gian vang lên tiếng khóc của một đứa con nít. Tiếng khóc lanh lảnh, to khỏe, hãy vui sướng kêu lên một tiếng thật to. Bà Lan cũng thở vào nhẹ nhõm. Vài phút sau, cánh cửa phòng xanh mở ra. Một người y tá vui vẻ thông báo với Hải và bà Lan. Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông là một thằng bé trai vô cùng bụ bẩm. Hải xối rít cảm ơn người y tá. Lúc nụ mơ màng tỉnh dậy, thì đã thấy hải đang đứng bên cạnh mình cô yếu ớt nói với chồng anh kiểm tra xem tay chân con á đầy đủ không hải cười đáp em yên tâm đầy đủ cả không thiếu cái gì hết em coi nè bàn tay trái của thằng nhỏ còn có một vết bớt son nữa nụ lập tức cứng đờ cả người cô vội vàng xoay người cầm bàn tay của thằng con trai lên cẩn thận quan sát đúng như lời của hải bàn tay trái của nó có một vết bớt son vết bớt vô cùng quen thuộc nụ nhìn tổng thể thằng con trai của mình cô không khỏi ngây ngẩn khi cảm thấy thằng con mình sao giống như thằng con mà nhàn đã quăng cho mình trong giấc mơ quá nụ vừa nghĩ đến đó thằng nhỏ chợt bật cười nếu đúng là như vậy đứa con này chính là nhàn đã tặng cho cô Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đàn bà không con của tác giả Phong Tường trên kênh truyện bụi phố. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nha. Còn bây giờ thì Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.